biết chúng ta có ba thân. Một cái thân thứ nhất thì quý vị dễ thấy ở đó là cái thân bên ngoài. Thì tôi kể quý vị biết rồi, nhìn trong người ha, thì thái tử hay là đạo Phật hay cõi trời đất là cũng đất trong cái thân này, mà xuống địa ngục cũng là cái thân này, mà thành trời cũng cái thân này, mà thành Phật cũng cái thân này, một cái thân đó thôi. Nhưng mà khác là khác ở cái nhận thức, mà đạo Phật kêu là cái tâm, chúng ta kêu là lòng của tôi, thì cái đó là cái chánh. Cái chánh là cái tâm của mỗi người, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết của mỗi người quan trọng. Cái đó nó không chết, nhưng mà nó ở đâu? Ở ngay trong xác thân này, mà nó không có sanh diệt như xác thân. Nó là cái nền tảng sanh ra xác thân, cũng như cái dòng nước vậy đó. Thì do cái tham sân si, cái lượng sống, cái gió đó mới sanh ra cái lượng sống xác thân. Thì lượng sống xác thân có sắc là xác thân, có cảm giác là sự biết, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, và tư tưởng phân biệt, có ba cái đó thôi. Thì sắc thân chúng ta biết rồi, thì cần phải ăn sắc tài danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Thì quý vị bây giờ đang ở cái đó, mà nếu quý vị mê đắm trong đó, chìm đắm trong cái ăn, thì sắc thân này chúng ta biết là còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái óc, cái đầu. Rồi thân thứ hai đó, thì nó hơi khó ở đấy, nhưng mình còn thấy được, đó là các dây thần kinh. Mắt thì có dây thần kinh thị giác, cái này không phải là con mắt nữa, mà cái này là dây thần kinh từ con mắt nó đưa lên trên đầu, đưa lên trên óc. Tai có dây thần kinh thính giác, mũi có dây thần kinh khứ giác, lưỡi thần kinh vị giác, và cái sắc thân là thần kinh xúc giác. Thì ngay sắc thân quý vị thấy rõ nhất, chích thịt đó là phù trần can, nó nổi ngoài. Chích gần là tịnh sắc can, là cái thân rất là thanh tịnh. Thì cái căn này nó chỉ ăn cái hỷ lạc, ăn cảm giác thôi, chứ nó không ăn bên ngoài. Nếu quý vị mà tu nhập định được đó, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm, thì quý vị không cần ăn uống cơm cháo gì hết, không cần danh lợi gì hết. Quý vị ngồi đó nhập định trong đó, cũng cái thân này, nhưng mà chỉ còn ăn cái hỷ lạc thôi. Cái hỷ là cái gì? Hỷ là cái mừng. Cái lạc là cái vui. Cái hỷ đó là cái mừng của thân bên ngoài, mà cái lạc đó là cái vui của dây thần kinh bên trong. Thành ra khi mình chết rồi thì cái thân bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi chết liền lập tức. Rồi quý vị tưởng tết thiệt chưa đâu, còn dây thần kinh 8 tiếng mới chết. Cái chỗ này là cái chỗ khó, mà quý vị phải ngồi thiền cho lâu quý vị mới nhận thấy nó. Cái này nhận thấy thôi chứ đâu có hình tướng mà chỉ. Còn con mắt quý vị, lỗ tai gì tôi chỉ là quý vị có thể sờ mó được. Còn dây thần kinh thì nó nằm trong trong con mắt. Dây thần kinh thính giác nó nằm ngay cái màng nhĩ của lỗ tai. Dây thần kinh của cái lưỡi thì nằm trên cái gai. Dây thần kinh đưa lên ốc. Dây thần kinh của cái lỗ mũi thì có cái gai lỗ mũi. Dây thần kinh của xác thân thì có cái gân. Cái này cũng dễ thấy đấy, nó cũng đưa lên ốc. Thì cái này 8 tiếng mới chết. Rồi sát thân thứ ba thì nó không phải dây thần kinh nữa, mà nó là dây thần kinh tịnh sắc cao siêu, tức là thần kinh của ốc. Nó khác như thế nào? Chúng ta thấy cái này là chỗ phát hiện của tư tưởng. Còn dây thần kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân phát hiện của cảm giác. Cảm giác tư tưởng khác nhau sao? Cảm giác là cái biết của thọ cảm, dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, tức là chúng ta kêu là lạc thọ, khổ thọ và vĩnh dưng. Còn tư tưởng là cái gì? Dây thần kinh trung khu, là chỗ phát hiện của suy tư, của sự phân biệt dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê. Tất cả nguyên nhân của sự khổ đau của quý vị bây giờ là do cái này.
chứ không phải do dây thần kinh. Thần kinh nó đâu có phân biệt, nó chỉ có cảm giác là dễ chịu, khó chịu và dửng dưng thôi. Còn tư tưởng mới phân biệt là cảm giác này dễ chịu, làm sao giữ lại cho lâu, cảm giác này khó chịu, làm sao đẩy nó mất. Thì do cái chỗ này mới có sanh sự. Thành ra quý vị khi mà bị chủng não rồi, tức là đứt dây thần kinh óc, thì quý vị không còn phân biệt nữa, nhưng mà cảm giác vẫn còn. Mấy người đứt dây thần kinh óc kêu là nhũng não, dù khoa học là kêu là nhũng não. Thì quý vị là hỏi bà biết con không? Con mắt bà trơ trơ ngó à, dây thần kinh thị giác của mắt còn, con mắt còn, mà dây thần kinh óc đứt rồi, thì thị giác nó đưa lên óc, óc không có phân biệt. Còn nếu cái óc mà còn thì lại hỏi bà biết con không? Quả gạt biết con tên gì đó. Nhưng mà khi chích vô, nếu dây thần kinh xúc giác đứt đó, chích vô không biết đâu. Dây thần kinh thị giác đứt đó, nhìn mà không thấy. Chỉ còn cái trồng đen, chúng ta có hai cách đuôi. Một là cái trồng đen nó hư, mà trồng đen là chỗ nhận sự vật chứ chưa có cảm giác. Cũng như tôi để cái bình thủy, cái chai La Vi trước mặt tôi, thì con mắt trồng đen tôi sẽ nhận cái chai đó, nghĩa là quý vị dòm ở trên trồng đen thấy có chai La Vi trên đó. Thì cái trồng đen giống như cái kiến, cái gương soi mặt đó. Chúng ta để cái chai đó thì cái chai nó nằm trong cái gương soi mặt. Thì cái trồng đen chúng ta cũng vậy, âm thanh tôi nói á, thì cái màng nhĩ quý vị nhận lấy âm thanh, cái tiếng nói, mà tiếng nói của ai không biết, tiếng nói người ta hay loài thú, nam hay nữ không biết. Thành ra chỉ nhận lấy sự vật thôi. À, rồi cái cảm giác mới mượn. Thành ra chúng ta nên nhớ vật lý sinh lý. Vật lý đó là sự vật mà chưa có cái sống, chưa có cái biết. Trong người chúng ta đó thì có ghèn, cứt rấy, cứt mũi, mồ hôi, nước tiểu, phấn, dần dần. Thì quý vị thấy nó đâu có sự sống, nó đâu có đòi ăn uống gì đâu, nó là chất thải ra. Còn ở ngoài đó thì là cái nhà, cái cột, cái máy điện thoại, thấy không? Cái ghế, cái bàn, vuốt, dép, dần dần. Thì tất cả những đồ đó chúng ta học kêu là vật lý, là cái lẽ cứng ngắc của vật chất, không có sự sống, không có cái biết. Về ngồi tham thiền nha, để rồi từ nay không còn khổ đau nữa. Và biết coi cha mẹ mình, những người chết bây giờ đang ở đâu, thì lúc cha mẹ còn sống như thế nào, giống như sư giảng hay không. Nếu biết sư giảng thì chết là phải về đó thôi. Bây giờ sống mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh không biết gì hết, thì cho cái nghiệp nó kéo mình đi đâu là kéo. Thì đó là bốn đường ác. Thành ra hôm nay tôi giảng cho quý vị biết. Có khi quý vị biết mà không rõ, rồi mới cải sửa. Rồi biết địa ngục ngạ quỷ khổ đau quá thôi mình chạy. Biết không rành, chạy đâu? Chạy là thọ ba giới, năm giới như quý vị bây giờ, để về cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới là cũng còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà cao thượng. Cao thượng là sao? Là có giữ giới, có quyền lợi, có bổn phận. Mà quyền lợi bổn phận thì phải, phải có ý chí mạnh thì thắng nó mới được, còn không là không thắng được.